Bây giờ chắc là hát thêm bản nữa. Bản nữa chắc hy vọng nghe một cái giá 5 đồng, đồng hả thấy quý vị? 5 hay 10? 10 đồng hả? 5 hả? 10. Giờ Thanh Tiền đứng trên đây, Thanh Tiền xin quý vị ủng hộ cho 10 cái vé số. Tại vì sáng giờ tại Thanh Tiền ăn chay cho nên là sáng giờ nãy có miếng bánh trung thu nhưng cũng đỡ rồi. Bây giờ bảo đảm giờ Thanh Tiền xin phép cái điều kiện quý vị nợ quý vị thêm lần nữa. Thanh Tiền xin quý vị cho 10 cái vé số thôi rồi Thanh Tiền được xuống sân khấu. Cái anh ban nhạc này ngộ quá, mỗi lần thấy ở ảnh cái kêu chiều mưa biên giới hoài là mà hát bài này hát nhiều quá sợ quý vị chán. Quý vị có chán không quý vị? Quý vị không chán thì quý vị mới dám hát, tại vì đi đâu cũng chiều mưa biên giới hết. Lòng trời nhớ sáng hay
lòng chân tôi.